Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Nhưng mà chúng ta là chúng thầy tế lễ nhà vua, ngày nào chúng ta cũng vào nơi chí thánh. Amen. Sáng nay chúng ta cũng vào nơi chí thánh. Amen. Và khi chúng ta cầu nguyện và chúng ta vào nơi chí thánh, chúng ta nói chuyện với Chúa bất cứ lúc nào thì chúng ta cũng đã vào nơi chí thánh. Nên chúng ta phải luôn luôn thánh cho từ Chúa, phải luôn luôn thánh cho Chúa. Amen. Tình lễ cô bé nó sẽ xâm nhập vào đời sống của chúng ta, phải thánh cho Chúa mỗi ngày. Xin phép chiếu với chúng tôi trong Mát đoạn 16 từ câu 14 đến câu số 20. Mát đoạn 16. Cũng
chẳng bị hại, mà họ đặt ra đến cái đau sẽ lành. Ở đây là chúng ta thấy rằng là Ngài phát cùng các sứ đồ rằng hãy đi khắp thế giới giảng tin lành cho mọi người. Ai tin và chịu phép báp têm sẽ được cứu rỗi, ai không tin thì sẽ bị thất phạt. Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ này. Ở trong bản dịch mới thì nói nó êm dịu hơn, đó là những người tin sẽ được các dấu lạ này, cho nên những kẻ tin thì hơi gắt tí. Nhưng mà những người tin sẽ được các dấu lạ này. Amen. Ai tin và chịu phép báp têm sẽ được cứu rỗi, ai không tin thì bị đọa phạt. Đây là lời của Đức Chúa Trời. Amen. Chúng ta tin, chịu phép báp têm, chúng ta được cứu rỗi. Nếu mà tin mà không chịu phép báp têm thì cũng không được cứu rỗi đấy, bởi vì chúng ta chống lại lời của Đức Chúa Trời. Nên những người tin và chịu phép báp têm sẽ được cứu rỗi. Amen. Ai tin không chịu phép báp têm thì mất đi sự cứu rỗi, và ai không tin thì sẽ bị đọa phạt. Amen. Đây là lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta biết được rằng con người là con của Đức Chúa Trời. Amen. Đúng không ạ? Amen. Adam, con của Đức Chúa Trời. Con người, tức là con của Đức Chúa Trời và được đặt tên là người. Amen. Có một số câu kinh thánh, một số sách như là Sáng Thế Ký đoạn 6 hay là Giốt, có nói rằng là con trai của Đức Chúa Trời thấy con gái là người xinh đẹp và lấy làm vợ. Con trai của Đức Chúa Trời đến chồng Chúa. Chúng ta biết con gái của Đức Chúa Trời là ai không? Chúa Giêsu. Là những người tin Chúa. Chúa Giêsu mà lấy vợ đâu? Là người tin Chúa. Đó là con trai của Đức Chúa Trời. Sáng Thế Ký đoạn 6 thấy lấy, thấy con gái là người xinh đẹp và lấy làm vợ. Như vậy con trai của Đức Chúa Trời là ai, chúng ta biết không? Người tin Chúa. Là ai ạ? Dòng dõi của sếp. Dòng dõi của sếp không? Phải không ạ? Sao mà yếu quá vậy? Amen. Mình tin thì mình cứ mạnh mẽ lên. Amen. Có ai có ý nào khác không? Đang đứng là ai? Có ai ý nào khác không? Dòng dõi sếp không? À, chúng ta nhớ nè, trong Sáng Thế Ký đoạn 4 á, thì nói rằng là dòng dõi của ca đi bái bai Đức Chúa Trời luôn. Phải không? Nhưng mà qua đoạn 5 thì nói về dòng dõi của sếp. Họ bắt đầu kính sợ Đức Chúa Trời, họ bắt đầu lập bàn thờ dâng tế lễ cho Đức Chúa Trời. Mà qua đoạn 6 thì con trai Đức Chúa Trời thấy con gái là người xinh đẹp và lấy làm vợ. Và đây là những người tin kính và những người bất kính kết thiệp lại với nhau. Và thấy rằng chúng ta thấy rằng là thần của Đức Chúa Trời ra khỏi họ, thần của Đức Chúa Trời liền khỏi loài người, không còn ở loài người. Và đây là một điều thật là kinh khủng, thật là đau đớn. Khi thần linh từ Đức Chúa Trời ra khỏi loài người thì loài người chỉ là xác thịt mà thôi, chẳng làm được cái gì siêu nhiên hết. Và chúng ta nhận thấy được rằng là có một số người thì họ nói rằng là con trai của Đức Chúa Trời đó là thiên sứ. Phải không? Nhưng mà Chúa không bao giờ nói với thiên sứ ngươi là con ta, ngày nay ta đã sanh được. Amen. Chúa không có nói với thiên sứ rằng là ta là cha ngươi và ngươi là con trai con gái mà. Chỉ có con người mới là con của Đức Chúa Trời. Mà con của Đức Chúa Trời đúng nghĩa ngày hôm nay là chúng ta tin vào Chúa Cứu Thế Giê-xu trở thành con của Đức Chúa Trời. Amen. Nên chúng ta ghi rằng là nhưng ai vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ này. Như vậy là những người tin đó là ai? Ai à? Những người tin là chúng ta phải không?
chúng ta thì đúng rồi. Nhưng mà chúng ta đi sâu vào tí nữa đi. Những người tin là ai? Những người tin là những người tin Chúa. Ai tin nhận Chúa Giêsu thì sao? Được quyền phép trở thành con của Chúa Trời. Người ấy không phải sinh bởi khí huyết bởi tình dục, bởi người nhân sanh bởi tình Chúa Trời. Như vậy những người tin là con của Chúa Trời. Amen. Những người tin là con của Đức Chúa Trời. Bởi vì ai tin nhận Chúa Giêsu thì người ấy trở thành con của Đức Chúa Trời và được Đức Chúa Trời sanh ra. Amen. Bởi vậy Chúa nói là những người tin sẽ được các dấu lạ này. Bởi vì khi người ấy tin Chúa Giêsu thì người ấy trở thành con của Đức Chúa Trời và chính Đức Chúa Trời giao cho họ cái quyền. Amen. Cái quyền ấy là cái quyền làm con của Đức Chúa Trời. Chúa không giao cho người ngoại đâu. Chúa giao cho những người được gọi là con của Đức Chúa Trời thật sự. Amen. Người nào thật sự được sinh ra bởi Đức Thánh Linh, hễ như sinh bởi xác thịt là xác thịt, hễ như sinh bởi Thánh Linh là không. Amen. Ai là người được sinh bởi Đức Thánh Linh thì được gọi là thân. Amen. Bởi vì chúng ta có một tâm linh bên trong chúng ta đó. Đó là hơi thở của Đức Chúa Trời. Ngài hà hơi vào. Và khi Chúa Giêsu sống lại thì Ngài gặp môn đồ và Ngài hà hơi vào các môn đồ và Ngài nói là phải nhận lãnh Đức Thánh Linh. Amen. Đó là lần hà hơi thứ hai mà Chúa Giêsu đã hà hơi trên những môn đồ để họ được tái sanh thật sự. Lần hà hơi thứ nhất là Ngài hà hơi trên Adam. Amen. Và lần hà hơi thứ hai thì Ngài hà hơi trên các môn đồ của Ngài. Và họ có một tâm linh để có thể nhận biết thế giới, để có thể nhận biết Đức Chúa Trời của mình. Amen. À, và họ có một tâm trí, họ có một linh hồn để có thể quyết định, có ý chí để quyết định, có tình cảm. Và chúng ta trong cái phần hôm này là ý chí, tri thức để quyết định, đây là điều vô cùng quan trọng. Và phần xét của chúng ta thì sao? Chúng ta tiếp xúc với thế giới vật chất. Chúng ta có ngũ quan để tiếp xúc với thế giới vật chất, tâm linh tiếp xúc với thế giới linh. Amen. Còn phần hồn là ý chí, tình cảm, ý chí của chúng ta để biết, để nghe, để cảm xúc, để quyết định. Amen. Cảm ơn Chúa. Những người tin là những người con của Đức Chúa Trời. Hãy nói với người bên cạnh là bạn là con của Đức Chúa Trời. Bởi vì bạn tin nhận Chúa Giêsu, bạn là em của Chúa Giêsu. Amen. Cùng một cha thiên đàng. Amen. Thì mà chúng ta thấy có phước lành không? Có phước hạnh khi chúng ta được làm con Đức Chúa Trời không? Cái quyền làm con của Đức Chúa Trời không ai có thể lấy đi. Nên tất cả mọi hồn chúng ta hãy cảm tạ Chúa vì con được làm con của Đức Chúa Trời qua Chúa Cứu Thế Giêsu. Được làm con của Đức Chúa Trời thì hưởng cơ nghiệp của Đức Chúa Trời. Được làm con của Đức Chúa Trời thì Chúa giao cái quyền của Ngài cho tất cả những người tin. Những người tin là con của Đức Chúa Trời. Và những người tin người ta có mấy dấu lạ? Mấy dấu lạ? Năm dấu lạ. Những người tin có năm dấu lạ. Amen. Dấu lạ thứ nhất, dân dân đá mà trừ quỷ. Amen. Chúng ta cảm ơn Chúa Giêsu bởi vì Ngài vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Đến Đức Chúa Trời đến, Ngài lên rất cao và chết Ngài trên hết mọi dân. Amen. Như vậy thì qua sự chết của Chúa Giêsu và có sự sống lại của Chúa Giêsu, và ở đây Thánh Thánh Philip đoạn 2 nói rằng là Ngài vâng phục cho đến chết. Bởi sự vâng phục của Ngài mà Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và chân của Ngài trên hết mọi dân. Và những người tin là con của Đức Chúa Trời, là em của Chúa Thánh Giêsu, và người ấy có
quyền sử dụng danh của Chúa Giêsu để trừ quỷ. Amen. Chúng ta có quyền sử dụng danh của Chúa Giêsu để trừ quỷ. Chúng ta nhớ bảy con trai của Sê-va không? Họ nói rằng ta nhớ danh Chúa Giêsu của Phao-lô mà trừ chúng bay thì quỷ thì sao? Nó xông vào, nó xé áo xé quần rồi bắt đầu thương tích bỏ chạy. Nhưng mà những người tin thật sự là con của Đức Chúa Trời, những người đó có quyền sử dụng danh của Chúa Giêsu để trừ quỷ. Nếu thật sự chúng ta không phải là người con của Đức Chúa Trời, chưa được tái sanh thật sự, chúng ta không thể sử dụng danh của Giêsu để trừ quỷ được. Quỷ nó có thể tấn công chúng ta đấy, nhưng mà chúng ta là người con của Đức Chúa Trời thì có quyền dùng danh của Chúa Giêsu để trừ quỷ. Ai là người đã từng đuổi quỷ rồi, xin giơ tay cho tôi xem. Còn cảm ơn Chúa, cũng có khoảng 1/3 người đã nghe danh Chúa Giêsu và trừ quỷ. Còn một số người là chưa trừ quỷ lần nào phải không? Nếu mà chúng ta chưa trừ quỷ lần nào nó rất là nguy hiểm đấy, phải vậy không? Có bị ma quỷ, chúng ta thấy là ma quỷ nó cắn lửa không? Em ra như thế nào? Bằng lời. Amen. Bằng tư tưởng. Phải vậy không? Nên ma quỷ có nhiều cách nó cắn lửa con người. Nên khi nó cắn lửa quý bà anh chị em thì quý bà anh chị em phải làm gì? Hả? Chúng ta phải nhớ ra Chúa Giêsu mà trừ quỷ mà. Bởi vì ma quỷ thì sao? Ma quỷ là phải nhân danh Chúa Giêsu trừ quỷ. Và chúng ta trong gian ơi là bốn câu bài đó rằng là phục Đức Chúa Trời chấp cả ma quỷ thì nó sẽ xa lắm nó lên. Chứ còn không có dùng danh Chúa Giêsu, không có chấp cả ma quỷ thì chúng ta không thể nào mà thắng hơn ma quỷ được. Trong quá khứ của chúng ta có rất là nhiều việc mà gọi là những công việc chết đó, là tham gia với đồng bóng này, phù phép quái quan càng thục rồi bùa ngải rồi thông với thế giới linh rất là nhiều. Nên khi chúng ta tin nhận Chúa Giêsu thì chúng ta phải nhớ đến Chúa Giêsu mà trừ quỷ, đuổi nó ra hết. Amen. Lúc đó chúng ta chưa biết có người khác giúp đỡ, có một sư giúp đỡ, anh em mình giúp đỡ để đuổi các quỷ nó ra khỏi đời sống của chúng ta. Amen. Nhưng mà sau đó thì chúng ta kinh nghiệm sự giải cứu thủ quỷ, chúng ta phải tự bảo vệ chính mình. Amen. Chúng ta phải trừ quỷ hàng ngày, bởi vì hàng ngày chúng ta luôn luôn bị cám dỗ. Những người đã chết trong ma quỷ ở trong tội lỗi nó không cần đến đâu, bởi vì nó về cho nó rồi. Còn anh chị em là người của Đức Chúa Trời, gọi là con của Đức Chúa Trời thì nó rất quan tâm đến anh chị em này. Khi Satan đến chầu Chúa thì Chúa nói rằng Satan ngưng từ đâu đến? Cái nó nói rằng tôi dạo chơi đây đó, khắp nơi trên địa cầu. Nó dạo, nó rình mò không? Và nó rất quan tâm đến những người con của Đức Chúa Trời. Nó cám dỗ là cám dỗ những người con của Đức Chúa Trời, không cám dỗ những con người thuộc về nó. Amen. Nên là anh chị em luôn luôn bị cám dỗ, mà cám dỗ thì chúng ta phải nói rằng có lời chết rằng ở Satan hãy lui ra khỏi này. Amen. Chúng ta thấy là đến nỗi mà khi rơi đứng trước mặt Chúa Giêsu nó còn đột nhập vào chính phi rơi đấy, phải vậy không? Nên Chúa Giêsu nói hỏi Satan, hãy ra khỏi ta, hãy lui ra đằng sau ta. Chúa phải giải cứu phi rơi. Amen. Sứ đồ nó còn nhập đó, đừng nói là tín đồ. Amen. Nên chúng ta biết là thật là vô thả chúng ta. Amen. Nên tôi nói đến tất cả anh chị em, nhất là các bạn thân niên, dễ dàng xa vào Chúa cám dỗ lắm. Amen. Nên chúng ta phải biết quỷ và tội lỗi nhập đến sự chết, và quỷ nó không trừ ai. Nhưng mà đối với những người con của Đức Chúa Trời đã được giải cứu rồi thì chúng ta không mời nó trở lại, nhưng mà chúng ta phải giữ đạo sống thánh khiết công chính trước mặt Đức Chúa Trời và không để một cái cửa ngõ nào cho Satan bước vào. Amen.
hãy đãi thân thể cách như cách nó phải phụ. Amen. Hãy đãi thân thể chúng ta. Ma quỷ thì nó cám dỗ là thấy điều ạ, mê tham của anh, mê tham của xác thịt và kiêu ngạo của thần. Amen. Đó là những điều mà ma quỷ thường cám dỗ những con người của chúng ta. Tôi không nói về tôn giáo, nhưng mà tôi nói tất cả những người con của Đức Chúa Trời, những người thật sự được tái sinh thì phải nhân danh Chúa Giêsu mà trừ quỷ. Amen. Amen. Tôi có một cái cô này cũng yêu mến Chúa rất là tốt, nhưng mà cô ta thì cũng có nhiều cái yếu đuối lắm, rất là tình cảm yếu đuối lắm. Nhưng mà đối với quỷ thì có đủ quỷ thì rất là nhanh. Ngày kia người anh của cô tự nhiên nó bụng nó phình to ra, nên là đưa đến bệnh viện. Bệnh viện kiểm tra xong rồi bác sĩ nói thôi để anh nằm đây vài ngày rồi thì anh về. Có nghĩa là xong rồi đấy, xơ gan thì cuối rồi. Tối hôm đó cô chăm sóc người anh của mình thì tự nhiên nó là cái người anh của mình lông lùng lên la ré mà hình như là làm chiếc cặp với ai không. Thì cái cô này nói trong danh Chúa Giêsu Christ vâng sự chết phải đi ra khỏi anh của ta. Nó dậy rồi cô nói Chúa ơi cứu anh con, Chúa ơi cứu anh. Mấy người nằm trong phòng á, mấy bác sĩ không chịu kêu Chúa không à. Mấy người nằm trong phòng mà chạy thì bác sĩ không, bác sĩ xuống, mời bác sĩ xuống, bác sĩ kiểm tra rồi bác sĩ bắt đầu cho anh thở oxy. Tức tắc là anh tỉnh lại và nói rằng là có nhiều cái bóng đen nó lôi anh đi, dù là tín đồ yếu đuối nhưng mà anh biết là bóng đen nó là quỷ nên anh quyết định không đi. Nó kéo anh đi, anh nói tôi không đi, ta không có đi. Và hai bên nhắn to như vậy, khi mà cô em nó trong danh Chúa Giêsu Christ vâng có sự chết nó đi ra khỏi anh cô ta thì nó bỏ nó chạy và anh của cô ta được giải phóng hoàn toàn và bệnh cái bụng nó sẽ luôn chữa lành luôn cả chỗ. Amen. Amen. Nếu không đuổi quỷ thì sao? Không giải phóng được. Có cái nhiều bệnh tật nó đến từ quỷ. Amen. Amen. Nhiều bệnh tật đến từ tội lỗi của chúng ta. Nhiều bệnh tật nó đến vì chúng ta không tiến độ rồi rất là nhiều cách. Nhưng mà chúng ta biết rồi cần phải đuổi quỷ và quỷ luôn luôn có cơ hội để xâm nhập vào đời sống của con người. Khi chúng ta sai phạm thì đó. Amen. 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 Chị em trong buổi tối ngủ có thấy ác mộng không? Có không? Chị em ngủ rồi tối có thấy những linh tà dâm nó xâm nhập mình không? Có không? Có nhiều người không nhưng mà nhiều người có đấy. Ở đây những người chuyên gia là kiểm tra đó là trong hội thánh của Chúa có 70% là cái phần mà linh tà dâm nó xâm nhập trong ban đêm, nó lòng tình trong ban đêm. Có nhiều người thì chấp nhận nó để cho nó hành động lần lượt và thật sự rất là mất sức. Một ngày kia tôi đến một cái hội thánh thì có một gia đình của một cô gái đó đến với hội thánh được 4 năm, chú ban phước cho cô rất là nhiều. Thì mấy anh em trong hội thánh nhận tôi đến thăm nhà cái cô đó. Thì cô này hồi trước là làm má mì á, chứ gái sau đó con càng quyền được đuổi quá thì cô phải bỏ hó chạy và lên cái vùng quê đó cô sinh sống và được hội thánh của Chúa tiếp nhận và cô đã tin nhận Chúa và chú ban phước cho cô những năm vừa qua và cô có việc làm và cô cũng được xây một ngôi nhà đàng hoàng. Nhưng mà khi tôi đến tôi nhìn cô và tôi nói rằng là tôi nói thật với cô nha, cô hãy nói thật với tôi, cô có được bình an không? Thứ hai, đêm cô ngủ cô có thấy gì không? Bắt đầu cô phải nói là cô luôn mà cô nói rằng thưa mục sư em không có bình an. Thứ hai nữa là đêm nào cũng có người đàn ông làm tình với em mà điều này em không dám nói với chồng, chẳng dám nói với mục sư ở đây. Nhưng bây giờ mục sư hỏi thì em phải nói.
và phải giải cứu cô hết 4-5 tiếng đồng hồ. Tạ Linh nó ra bởi vì nó là nó là chồng của cô ấy, bởi vì lý do cô là chưa gái và có mình nên Linh Tà Dâm nó đã xâm nhập và tối nào cũng lập tình. Bởi vì tôi nhìn thấy là tôi biết, bởi vì người có cổ xanh sao mà đẹp còn. Nên tôi nói với quý vị rằng là phải đủ vị. Amen. Không phải là nó nhập nó lên cơn gì đó là chúng ta mới đuổi, nhưng mà hàng ngày phải đuổi quỷ. Thì nó tư tưởng xấu đến hãy nhân lên Chúa Giêsu truyền lệnh cho nó đi ra. Amen. Amen. Tại hồi thánh tôi có một bà già 70 tuổi rồi, chồng thì chết lâu rồi. Tối hôm đó bà thấy ông chồng trở về, bà đang mới vừa nằm xuống, ông chồng đến nó nói bà xin vào cho tôi nằm tí. Thì theo cái cách phản xạ thì bà cũng xin vào để thắp nằm, nhưng mà lúc đó thì thắp linh cho bà nhớ lại rằng là người chết không trở về nhà, đây là ma quỷ giả dạng chồng của mình. Và trong danh Chúa Giêsu, kẻ lừa dối đi ra khỏi nhà ta, linh của sự chết ra khỏi phòng của ta. Nó chưa đi, bà lần một lần nữa trong danh Chúa Giêsu đi ra khỏi nhà ta, chưa đi. Lần thứ ba bà nói là hết đức tin trong danh Chúa Giêsu đi, là nó linh lừa dối, linh của sự chết này đi, phóng ra đi, ra khỏi cửa cái ao. Nếu không biết bài tập, nếu không đủ vị thì tối đó nó sẽ ngủ. Và đó là linh của Satan nó giải dạng chồng chứ không phải là chồng. Mà nó nên làm tình, mà nó làm tình, nó làm cho thân xác của chúng ta bị ô uế đấy. Bởi vì Chúa đã thánh hóa, Chúa sử dụng chúng ta là đền thờ, Chúa sử dụng chúng ta là của lẽ sống và thánh. Nhưng mà ma quỷ nó đến, nó đem sự ô uế trong đền thờ, mà ô uế trong đền thờ thì thánh linh sẽ ra khỏi đấy. Chúng ta hiểu điều này, thánh linh ở trong chúng ta phải là người thánh của Chúa luôn luôn. Phải thánh vì Chúa là thánh. Amen. Amen. Đừng để một cái điều gì ô uế, và tất cả những quy luật của Satan có sự tạo tạo tất cả đều là sự ô uế ghê tởm trong hành của đây. Anh nhắc lại những anh em thân đi nha, mình thấy sướng quá rồi để cho nó làm nha. Amen. Có nhiều người chồng chết rồi, là chồng cứ về làm tình suốt rồi ngủ suốt chết giờ rất là nguy hiểm. Phải nhân danh Chúa mà đuổi quỷ được chưa? Đuổi quỷ được chưa? Đuổi liên tục nha. Chứ không phải là chỉ nhập vào ai đó mới đuổi, không phải là như vậy. Những người đó bị ma quỷ nhập, chúng ta nhớ nè, có ba cái cấp bậc. Một cái người chẳng hạn như những anh em bị ma quỷ, bị nghiện gì đó, tức là cấp thứ nhất nhẹ nhàng thôi, em đã chơi xuống rồi đó. Nhưng mà cái cấp thứ hai đó, đó là đi quan trong cuộc sống, luôn luôn muốn tự tử, không muốn sống được, đó là cấp thứ hai. Và cái cấp thứ ba đó là điên luôn, không còn biết gì nữa, đó là bị ma quỷ chiếm hữu hoàn toàn luôn, đó là cấp thứ ba. À, cấp thứ ba này là đuổi quỷ, là có đuổi quân, đuổi quỷ rất là không phải là tức tắc đâu. Nếu chúng ta đi ra ngoài thì chúng ta có thể đuổi quỷ rất là nhanh chóng, đi truyền giáo. Nhưng mà đem những người quỷ ám chiếm hữu về hội thánh để giải cứu thì Chúa sẽ huấn luyện chúng ta cách để mà đuổi quỷ, nó cũng có thể giải hạn chứ không phải là nhanh chóng đâu. Amen. Dùng tiếng mới mà nói, những người tin sẽ dùng tiếng mới mà nói. Amen. Hôm qua tất cả anh chị em đã nói tiếng mới rồi đó. Những người mà chưa nói tiếng mới đó, tiếng mới có thể là tiếng lạ đấy. Và tiếng mới cũng là cái thứ tiếng ở trong vương quốc thiên đàng, mà cái thứ tiếng của con người thuộc lên nói ra, chứ không phải thứ tiếng của người phàm tục ngày xưa nữa. Amen. Amen. Ngày hôm nay chúng ta nói trong yêu thương, ngày hôm nay chúng ta nói trong gây dựng, ngày hôm nay chúng ta nói toàn những cái tiếng mới. Ngoài tiếng lạ ra, chúng ta có những loại tiếng mới mà chúng ta nói trong cơ đốc dân á, là những người con cái đưa tiếng lời, chúng ta nói nó khác hoàn toàn rồi, chúng ta nghe nó chối tai đó, nghe người ta nói rất là chối tai, phải không? Nhưng mà trong anh em trong Chúa nói lời yêu thương, nói lời gây dựng, nói trong lời của Đức Chúa Trời, đó là tiếng mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Chúng ta đầy dẫy lời Đức Chúa Trời, chúng ta nói ra lời Đức Chúa Trời, lòng đầy dẫy thì miệng nói ra. Amen. Đầy dẫy lời Đức Chúa Trời thì nói ra lời Đức Chúa Trời. Và tiếng mới là cái tiếng mà Đức Thánh Linh ban cho chúng ta, thì chúng ta phải nói liên tục. Anh chị em đừng bao tên Đức Thánh Linh nói tiếng lạ, anh chị em hãy cầu nguyện liên tục.
sẽ cầu nguyện bằng tâm thần, cũng cầu nguyện bằng trí khôn. Amen. Chúng ta có hai loại cầu nguyện. Một loại cầu nguyện bằng tâm thần, đó là cầu nguyện trong thánh linh, đó là cầu nguyện trong tiếng lạ. Amen. Còn cầu nguyện trong trí khôn là cầu nguyện theo tiếng hài lẽ của mình. Có vậy không? Cầu nguyện trong tâm linh là từ đâu anh chị em? Từ đâu mà ra miệng? Từ lòng. Cầu nguyện theo tâm trí là từ đâu? Em chưa hiểu không ạ? Tâm linh ở chỗ nào? Trong lòng mình thôi. Amen. Tâm là ở đây nè. Vâng. Tâm là tim đó. Phải phải không? Tâm là tim đó. Cầu nguyện trong tâm linh là từ tim của chúng ta nói ra miệng. Cầu nguyện là tâm trí đó. Trí khôn á, từ cái đầu của chúng ta, não của chúng ta nói ra miệng. Amen. Và dù là tâm linh nói ra miệng, rồi là tâm trí nói ra miệng, có nghĩa là chúng ta khi chúng ta cầu nguyện bằng tâm linh, đó là cầu nguyện trong tâm trí, thì cả ba phần linh, hồn và thân của chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Miệng là thân thể đúng không? Amen. Tôi cũng cầu nguyện bằng tâm thần, cũng cầu nguyện bằng trí khôn. Amen. Nên chúng ta không thể thiếu cầu nguyện trong tâm thần được. Và các tôn thánh của Chúa là những con người mà tay giấy quyền năng, thì họ cầu nguyện bằng tâm thần 60 năm. Chứ không có 40 năm thôi. Bởi vì sao? Khi tâm linh chúng ta được sống lại, được tái sinh, và thánh linh của Đức Chúa Trời ngự trong tâm linh của chúng ta, và chúng ta có ân ứng của Đức Thánh Linh để chúng ta nói chuyện với Đức Chúa Trời, nên tâm linh chúng ta cần phải đầy dẫy, cần phải giao thông với Đức Chúa Trời liên tục để tâm linh ấy làm chủ cho cuộc đời của mình. Amen. Để chúng ta không cầu nguyện trong tâm linh chúng ta yếu, mà chúng ta cứ cầu nguyện trong trí khôn, thì trí khôn chúng ta nó mạnh hơn, mà trí khôn này cái phần hồn để làm chủ thì không có tốt bằng tâm linh làm chủ. Amen. Để muốn tâm linh làm chủ thì tâm linh phải đầy dẫy Đức Thánh Linh, tâm linh phải luôn luôn giao thông với Đức Thánh Linh, nói cái lời với Đức Chúa Trời. Amen. Đức Chúa Trời nghe, Đức Chúa Trời biết. Amen. Amen. Nên tôi đi đâu á, tôi cũng cầu nguyện bằng tiếng lạ, tôi lái xe tôi cũng cầu nguyện bằng tiếng lạ, tôi đi lang thang đi vòng đi cầu nguyện, gọi là tôn thánh cũng cầu nguyện bằng tiếng lạ. Những gì cần công bố tiếng Việt, cần công bố là bằng tiếng hồn. Amen. Bằng cầu nguyện liên tục, và đó là những con người thuộc linh và xây dựng chính đời sống mình. Những người đi dùng tiền mới mà nói. Amen. Đây là tiền mới của chúng ta. Amen. Chúng ta là con của Đức Chúa Trời, những người tin là con của Đức Chúa Trời, thì con của Đức Chúa Trời có quyền dùng tiếng mới mà nói. Amen. Amen. Mà nếu không ai không dùng tiếng mới mà nói đó, là thì thòi ráng chịu. Phải vậy không? Amen. Bởi vì đây là quyền ưu tiên cho con của Đức Chúa Trời. Amen. Quyền ưu tiên cho con của Đức Chúa Trời để nói với Đức Chúa Trời. Người nói tiếng lạ không phải nói với người ta, mà là nói với Đức Chúa Trời. Bởi chẳng ai hiểu, vì trong tâm thầm người nói lời màu nhiệm quá cao siêu, lời rất cao siêu nói chuyện với Đức Chúa Trời. Mà một người dùng tiếng mới mà nói, xem chứng rằng người ấy là con của Đức Chúa Trời. Amen. Phải vậy không? Amen. Bởi vì người ấy nói chuyện với Đức Chúa Trời, nói những lời màu nhiệm với Đức Chúa Trời mà. Như vậy người ấy được xác chứng là con của Đức Chúa Trời, mà con của Đức Chúa Trời thì có quyền nói tiếng mới, nói với Đức Chúa Trời. Được chưa? Amen. Chúng ta sẵn sàng nói tiếng mới liên tục. Nên lý do chúng ta có những trung tâm giải cứu, lý do chúng ta có những người được chữa lành, chúng ta có nhiều con người được biến đổi, bởi vì người ấy được bắt tên trong Đức Thánh Linh nói tiếng lạ. Amen. Amen. Nghe chị em càng đạo và bạn bè sẽ bước đi. Ai có nói gì thì nói, mình nhận từ Đức Chúa Trời, mình nhận từ nơi Thánh Linh của Đức Chúa Trời, hãy cứ tiếp tục cầu nguyện bằng thông linh. Tiếng lạ là tiếng mà Đức Chúa Trời ban cho anh chị em một cách như không. Ở đây là ân tứ thánh linh. Ân tứ thánh linh này được ban cho anh chị em và không bao giờ lấy lại. Nó thành của anh chị em rồi. Đó là của riêng anh chị em rồi. Chúa không có lấy lại bất cứ lúc nào
anh em nói với Chúa cũng được. Còn các tướng thuộc linh nói tiếng là không giải tiếng lạ là âm tứ thuộc về thánh linh, thuộc về thánh linh. Khi thánh linh vận hành, có một người nói tiếng lạ, có một người đứng dậy không giải tiếng ấy, đó là âm tứ này là nói với họ khác, nói với người khác, nói với con người. Còn cái âm tứ mà khi được bắt tên thánh linh nói tiếng lạ, âm tứ được quyền riêng cho riêng quý vị để nó truyền với chúng ta. Amen. Như vậy chúng ta thấy hai loại âm tứ tiếng lạ mà. À, âm tứ nó thuộc về thánh linh, và âm tứ mà chúng ta cho là thuộc về chúng ta. Amen. Amen. Tiếp tục nói tiếng lạ, còn tiếng lạ trong hội thánh của Chúa khi hiện chung với nhau có những sự ban hành của thánh linh Đức Chúa Trời, chúng ta có thể nói tiếng lạ. Và có người không giải, mà nếu không không giải thì ngồi xuống. Amen. Mình nói với Chúa, Chúa với mình. Amen. Cảm ơn Chúa. Lấy nhân ta mà trừ quỷ dùng tiếng mới mà nói bắt sẵn trong tay. Có ai đã từng bắt sẵn trong tay chưa? Có rồi không? Ồ, mấy anh thanh niên giỏi quá nhỉ. Có bị cái đỉnh không? Có không? Có kỳ thật rồi. Dẫn nước. Chị có bố dẫn chỉ về cái gì anh chị em? Báo quỷ. Sa-ta quỷ. Hả? Sa-ta. Sa-ta có quỷ hả? Amen. Chắc không ạ? À? Chắc. Như vậy là quý vị sai hết rồi. Bởi vì đầu tiên là chúng nó lấy chúng ta một trường quỷ rồi, bây giờ chúng ta lại sao? Phải vậy không? Cái dấu lại đầu tiên là lấy chúng ta một trường quỷ rồi mà. Amen. Như vậy bắt sẵn trong tay ở đây, chúng nói này. Xưa Môi-se kêu con rắn ấy tổng bậc thế nào, con người cũng bị kêu lên thế ấy. Hầu như thế ai tin ngài thì được sự sống. Amen. Con rắn kêu đồng bậc có nghĩ gì? Anh chị em biết không? Bởi vì dân sự của Chúa chống nghịch Môi-se, chống nghịch Đức Chúa Trời, rắn lửa đã cắn chết. Thì họ kêu vang với Đức Chúa Trời, thì chú bảo Môi-se kêu con rắn ấy bằng văn con rắn bằng đồng á, có nghĩa là con rắn nó chỉ về tội lỗi được đóng đinh trên thập tự, tội lỗi đã được treo lên, tội lỗi đã được đóng đinh, và ai nhìn thấy tội lỗi mình đã được tha thứ, người đó được chữa lành. Amen. Ngày xưa Môi-se có một cây gậy, con rắn của Môi-se, cây cạnh của Môi-se nuốt tất cả các kinh thánh điển của các thuộc sĩ sự yêu cầu. Con rắn nó chỉ về tội lỗi, nhưng mà đưa vào tay của Đức Chúa Trời trở thành quyền để nuốt tất cả các con rắn kia. Và Chúa Giê-xu nói rằng là xưa Môi-se treo con rắn là vẫn thể nào, con người bị treo lên thế ấy. Lúc mà Chúa Giê-xu bị treo lên, có nghĩa là tất cả tội lỗi của nhân loại này được Chúa Giê-xu gánh thế. Xin lỗi rằng là Đức Chúa Trời cũng quay lơ. Phải hiểu không? Nên Chúa Giê-xu kêu lên rằng là Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi? Bởi vì cái sự thánh khiết của Đức Chúa Trời không chấp nhận tội lỗi. Và Chúa Giê-xu đã gánh tất cả tội lỗi của nhân loại. Lúc đó Chúa Giê-xu đầy dẫy tội lỗi và Đức Chúa Trời nhìn thấy. Tội lỗi của quý bạn chị em của chúng ta được Chúa Giê-xu gánh thế để làm tự giá. Amen. Được Chúa gánh thế để làm tự giá. Ngày xưa chúng ta nói lệ cho tội lỗi. Tội lỗi nó xui khiến ta làm điều này làm điều kia. Và trong sự chết, những sự điều hành của tội lỗi. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta bắt sẵn trong tay, có nghĩa là chúng ta có quyền cái nó. Amen. Chúng ta có quyền cái tội lỗi. Amen. Xem lại trong chúng ta có con sẵn nào không? Móc nó ra, dài dòng nó đi. Amen. Bởi vì người thánh của Đức Chúa Trời không để một chút tội lỗi nào trong đời sống của mình, không để một con quỷ nào trong đời sống của mình. Amen. Bởi vì nó sẽ làm hại anh chị em đó. Vì lúc anh chị em có thường cái tội nhỏ mà thôi, cái tội nó vẫn vương nhẹ nhẹ thôi, nó không sao, nhưng mà nó sẽ phá vỡ cuộc đời của
vụ của mình đó, thành nó phá vỡ giả định của mình đấy, thành là tai hại vô cùng đấy. Amen. Thánh Sinh trong tay có nghĩa là xem nó có con nào quanh mình không, hay nói dối hay là tham lam quanh mình không, con rắn nào ở trong người của mình á, bắt nó ra giải đặt nó đi. Amen. Amen. Quý vị sẵn sàng quyết định là không để tội lỗi cải thiện trong đời sống của mình. Amen. Chúng ta bước theo thánh linh của Chúa, luật của thánh linh sự sống giải thoát tôi ra khỏi luật của tội lỗi và sự chết. Cái bài hát hồi nãy chúng ta hát là sự chết không không có quyền trên con nữa đâu ha. Sự chết không có quyền trên con, tội lỗi không có quyền trên con nữa. Có quyền tội lỗi để nhận cái sự chết, và sự chết nó không có quyền trên chúng ta nữa. Vì Giê-xu đã cất tội lỗi chúng ta đem thập tự giá rồi, và ngài phá diệt cái công quyền của sự chết đã bị hư rồi, nên nó không còn quyền gì trên chúng ta nữa. Amen. Amen. Quyết định với tội lỗi, sao liền tội lỗi và trừ khử tội lỗi, và chúng ta có quyền trên tội lỗi. Chúng ta nhớ Ca-in dù là một người phạm tội đó, nhưng mà Chúa nói rằng là tội lỗi rình đợi ngươi trừ khử, nhưng mà ngươi quản trị nó. Chúng ta quản trị nó, chúng ta không để nó quản trị chúng ta. Amen. Chúng ta không để cho nó bước vào cái cuộc đời của chúng ta. Chúng ta biết thừa là tội lỗi nhận lấy sự chết, tội lỗi mà đem ta lấy sự nô lệ cho Satan. Chúng ta biết thừa, và ai phạm tội là thuộc về quỷ vương, vì quỷ vương phạm tội từ lúc ban đầu. Con Đức Chúa Trời đến phá diệt công việc của quỷ vương ha, phải vậy không? Chúa Giê-xu đến là phá hủy công việc của quỷ vương, đó là công việc của nó là cám dỗ và khiến con người phạm tội để nó lấy sự chết, có thể chết đời đời. Mà nếu không có sự cứu rỗi từ nơi Chúa thì con người sẽ chết đời đời. Nhưng mà con của Đức Chúa Trời đến mọi công việc của quỷ vương. Nên ngày hôm nay qua thập tự giá, chúng ta là những người bắt sát trong tay, không có sợ hãi gì hết. Amen. 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 Hãy chấp thử với tội lỗi, không chấp nhận tội lỗi. Amen. Amen. Chúng bạn kia làm được không? Được. Amen. Người thánh của Đức Chúa Trời có thánh linh của Đức Chúa Trời đến để trợ giúp chúng ta. Amen. Có thánh linh của Đức Chúa Trời đến để trợ giúp chúng ta, chúng ta làm được. Tôi làm được mọi sự. Amen. Tôi làm được mọi sự. Amen. Chúng ta phải biết gì nha. Tất cả những anh chị em chúng ta, bởi vì cái lối mòn suy nghĩ hay là những công việc chúng ta thường hay làm trong tội lỗi, và chúng ta dễ dàng làm trở lại. Nhưng mà chúng ta có lẽ thật, chúng ta có thánh linh của Đức Chúa Trời giúp đỡ đời sống của mình. Chúng ta biết là chúng ta đang ở trong vương quốc sự sống, không phải ở trong vương quốc sự chết. Và sự chết và sự sống nó không có lẫn lộn với nhau, không có hòa hiệp với nhau. Một là ở trong sự sống, hai là ở trong sự chết. Chúa nói là hầm hầm nó phải nhả được ra. Amen. Tình ta hầm hầm nha. Thích bên này, thích bên kia, là thích ở trong sự sống cũng thích phạm tội nữa, không thể như vậy được. Và chúng ta phải quyết định điều này, thì Giê-xu đã làm xong cho chúng ta. Đấng chẳng biết, Đức Chúa Trời khiến đấng chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta. Và qua Chúa Giê-xu thế Giê-xu, chúng ta được sự công chính trong Đức Chúa Trời. Trong câu này, kỳ phần 5 câu số 20 nói như vậy. Chúng ta trở nên công chính cho Đức Chúa Trời, và nếu chúng ta quay lại với tội lỗi thì chúng ta chối bỏ thật tự nhiên, chối bỏ sự chết của Chúa Giê-xu để nuôi dưỡng đời sống của chúng ta. Hãy biết chính các bạn là ai. Amen. Chính các bạn là ai? Các bạn là có quyền trên Satan, dùng danh ngài mà trừng trị. Các bạn phải thành con Đức Chúa Trời, dùng chính quán mà nói. Các bạn trên quyền của tội lỗi. Amen. Trên quyền của tội lỗi có thể nắm chặt trong tay. Amen. Không để nó là chủ cái cuộc đời của mình nữa. Nếu muốn nhầm chắc độc cũng không làm gì lại. Amen. Anh chị em có nghe cái câu chuyện tại Phương Nam Dương. Bốn người trong một khu vực, Chúa phán với họ đi qua hòn đảo bên kia để mà làm chứng nhân rao giảng phúc âm tại đó. Họ đưa ra cho hội thánh cầu nguyện, hội thánh ngăn trở không cho họ đi. Họ không thể qua cái đảo đó được, bởi vì cái đảo đó là cái đảo ăn thịt người.
họ hạnh phúc đó đi. Nhưng mà sau đó thì họ cầu nguyện và họ biết lên đi, bởi vì Chúa Thánh Linh phán bảo họ đi qua đây. Và nếu có chết cũng sẵn sàng chết. Thì họ bốn người đi một chiếc thuyền qua bên đảo đó, vừa tập bến, họ leo lên đảo thì dân chúng mừng quá, ta rước những người này vào. Khi rước vào thì lúc đó là trưa rồi, họ đãi một bữa ăn rất là thịnh soạn. Những người này cúi đầu xuống cầu nguyện xong và ăn ngon lành. Khi họ vừa ăn xong rồi vừa nói chuyện, rồi bắt đầu dân làng bắt đầu chạy tới, càng lúc càng đông, càng lúc càng đông, càng lúc càng đông. Những người này họ không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng mà có một cái người phụ làng ở đó, ông ta chịu hết nổi rồi, ông ta mới la lên: các người là ai, các người là ai? Thì bốn người này nói là: chúng tôi là cũng là người như các anh thôi, chứ có gì đâu. Không, các người lạ lắm, các người khác thường lắm. Chúng tôi khác thường cái gì đâu? Người đó nói rằng là: tôi nói với quý vị nhé, làng của chúng tôi rất là hiếu khách, tiếp đại rất là hủy, nhưng mà chỉ có 3 phút thôi, không ai còn sống. Nhưng mà mấy người ngồi nãy giờ cả tiếng đồng hồ rồi mà vẫn còn sống, như vậy mấy người là ai? Và lúc đó họ đến đây: chúng tôi là người của Đức Chúa Trời, được sai phái đây để cứu quý vị này. Và họ giảng một bài vẽ để Chúa Giêsu đã chết đền tội cho dân làng. Cả làng đó thì Chúa thả thảo báo chí nhà Chúa Giêsu. Amen. Nếu bốn người là chết là tử vì đó là lấy thiên đàng không sao cả, nhưng mà dân làng nó có được cứu không? Không được cứu mà tiếp tục ăn thịt người nữa, phải vậy không? Nhưng mà chúng ta biết rằng là Chúa nói là nếu uống dòng chất độc cũng không bị hại. Amen. 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 Bởi vì quyền năng của Đức Thánh Linh trong mỗi chúng ta, nó trên quyền của các ông. Amen. Ngày hôm nay đủ mọi thứ độc hại, nhưng mà chúng ta đầy đẩy quyền năng Thánh Linh của Đức Chúa Trời thì chúng ta không bị hại. Amen. 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 Như vậy là chúng ta cần phải đầy đẩy quyền năng của Đức Thánh Linh, đúng không? Amen. Phải cần đầy đẩy quyền năng của Đức Thánh Linh. Mà đầy đẩy quyền năng của Đức Thánh Linh là vô cùng tuyệt vời. Chúng ta không có bị hại bởi những cái cách độc hại, nào là rau quả, nào là thịt, nào đủ mọi cách độc hại. Mà bây giờ cái nhất là đất nước Việt Nam của chúng ta thật sự có nhiều loại độc hại, nhiều quá chất kinh khủng vô cùng. Đất cũng bị độc hại, rồi cá độc hại, nước bị độc hại, bầu trời cũng bị độc hại. Nhưng mà người của Đức Chúa Trời uống nhầm chất độc hay ăn nhầm chất độc hay hít thở chất độc cũng không bị hại, bởi vì người đó là con của Đức Chúa Trời, bởi vì người đó đây đến Việt Nam có thánh linh Đức Chúa Trời. Amen. 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 Lúc nào cũng phải đầy dạy Đức Thánh Linh. Lúc nào cũng phải đầy dạy Đức Thánh Linh. Chúng ta được bắt tên Đức Thánh Linh một lần, nhưng mà chúng ta phải tiếp tục đầy dạy Đức Thánh Linh. Phải tiếp tục đầy dạy Đức Thánh Linh. Hễ ngày nào còn sống thì tiếp tục đầy dạy Đức Thánh Linh, đầy dạy năng lượng Đức Thánh Linh. Amen. Chúa Giêsu được đầy dạy Đức Thánh Linh xong, Thánh Linh đưa Chúa Giêsu vào đồng quán chuyện ba vị các vị hồ bốn mươi ngày, và khi ngài trở về đây, ngài đầy dạy quyền năng Đức Thánh Linh. Amen. Amen. Là sự kiên nhẫn cầu nguyện thì đầy dẫy quyền năng của Đức Thánh Linh. Amen. Anh chị em cứ kiên nhẫn cầu nguyện, anh chị em sẽ đầy dẫy quyền năng của Đức Thánh Linh. Những khi chúng ta được nhắc đến các con sẽ nhận lấy quyền phép. Amen. 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 Những người tin là những người nhận lấy quyền phép. Chúa Giêsu đã sống rồi. Chúa Giêsu sai phái mà đi ra. Nhưng mà Chúa Giêsu nói rằng hãy đợi trong thần cho đến khi mặc lấy quyền phép từ trên trời. Amen. Có nghĩa là các con phải đợi trong thần cho đến trường Thánh Linh từ trời đổ xuống đi các con, rồi các con sẽ đi. Amen. Và khi các con nhận lãnh Đức Thánh Linh rồi, nhận lãnh quyền phép rồi, thì các con sẽ vô nhân ta mà trừ quỷ. Nếu không có Thánh Linh có nhân viên Chúa trừ quỷ được không? Nếu không có Thánh Linh thì có dùng tiếng mới nói được không? Nếu không Thánh Linh thì có thể đắp đánh trong tay được không? Nếu không có Thánh Linh của Đức Chúa Trời, có thể là nếu uống chất kích động cũng chẳng hạn gì được không? Không! Tất cả là bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Tất cả là bởi vì Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Amen. 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 Đức Chúa Trời của chúng ta có hai món quà.
Ông bà thứ nhất, Chúa Giêsu. Chúa Giêsu cho ai quý bạn nghe? Cho chúng ta, cho tất cả. Chúa Giêsu là một món quà thứ nhất ban cho thế giới tội lỗi này để nhờ nó được cứu. Amen. Nhưng mà Đức Thánh Linh là món quà thứ hai, không phải ban cho thế giới tội lỗi nhưng mà ban cho hội thánh, là những người con của Chúa. Amen. Nếu có người không là sống mà cho con cái mình còn có thai, muốn gì cha cái con kia rồi mà không ban Đức Thánh Linh cho người, xin ngài sao? Qua Đức Thánh Linh có tất cả mọi sự. Đây là năm giống lạ để đi ra truyền giáo, để chúng con chúng ta làm tội nhân. Nhưng mà biết bao nhiêu là thật, Thánh Linh của Đức Chúa Trời đã dẫn dắt chúng ta vào để chúng ta phải nhận mặt tất cả cơ nghiệp của Đức Chúa Trời, nhận mặt tất cả mọi lời hứa của Đức Chúa Trời. Amen. Đặt tay cái đao đang sẵn, chúng ta trên quyền bệnh tật. Amen. Chúng ta trên quyền bệnh tật, hãy đặt tay lên. Ai đó bệnh tật trong nhà của mình, đặt tay lên trong danh Chúa Giêsu, bệnh tật phải đi chết đi. Amen. Thì bệnh tật nó thiêu đi. Nếu nó chưa được lành, ngày mai đặt tay đi trong danh Chúa Giêsu, bệnh này phải đi ra và chi thể này phải được phục hồi, phải được sống lại, phải được sống lại chứ nào. Nếu ngày mai không xong thì tiếp tục nhân danh Chúa Giêsu. Còn cứ nhân danh Chúa Giêsu, cứ nhân danh Chúa Giêsu thì có danh nào đứng nổi không? Không. Ông thân nó có đứng nổi không? Sự gian có đứng nổi không? HIV nó có đứng nổi không? Không. Bởi vì danh Chúa Giêsu là trên hết mọi danh. Amen. Dân danh Chúa Giêsu kịp rồi. Dân danh Chúa Giêsu phá hủy nó. Dân danh Chúa Giêsu cho linh vô tình nó đi ra. Linh có sơ gan nó đi ra. Linh có bệnh tật nó đi ra. Đi ra thì phải được chữa. Bởi vì chúng ta là con của Đức Chúa Trời. Những người biết là con của Đức Chúa Trời là con Đức Chúa Trời có quyền để bệnh tật. Amen. Ngày xưa tôi bị xuất huyết bao tử. Khi tôi lên cơn á, người nhà sản nó lên cơn rồi. Nó lên cơn rồi tôi rút rồi. Thì tôi bắt đầu cầm ly nước nóng để uống cho nó ấm. Tôi cầm ly nước mà nó rút là nó tạt hết nước. Nhưng mà có một cái chị em đó, nó là trong danh Chúa Giêsu Christ, bệnh sốt rét này đi ra. Tôi thấy cái gì nó trong người tôi nó tuôn ra, nó dừng ngay tại chỗ, chữa lành ngay tại chỗ. Và ngày mai 10 giờ tôi xem thử nó có trở lại không? Không thấy. Tôi chờ một tuần lễ nó không thấy nữa. Còn bây giờ đã 30 năm rồi, không thấy số rét nó trở lại nữa. Amen. Còn bao tử của tôi chữa lành mà đến nỗi mà 10 năm sau không có đau bụng, quý vị. Chúa vô công tìm ơi. Amen. Chúa của chúng ta là đã tạo dựng nên chúng ta. Amen. Amen. Chúa tạo dựng nên con tử, Chúa tạo dựng nên kim, Chúa tạo dựng nên tất cả trong thân thể của chúng ta. Thì Chúa cũng có gì phụ tùng. Amen. Amen không? Amen. Nên tôi nói với họ thánh của Chúa nè, những cái công ty mà nó sản xuất ra xe hơi á, khi quý vị mua là xe máy cũng vậy không? Khi quý vị mua thì nó tặng cho quý vị cái gì biết không? Cái cuốn hướng dẫn sử dụng. Amen. Cái cuốn hướng dẫn sử dụng đó, nếu quý vị theo cái hướng dẫn sử dụng đó, quý vị sẽ trở thành là người bảo vệ được cái xe của mình và xe nó sẽ bền lâu, sẽ tốt. Amen. Nếu mà không đúng với người hướng dẫn sử dụng này thì nó hư. Amen. Tốn tiền. Nên Đức Chúa Trời đã tạo ra quý vị. Cảm tạ Chúa tôi được dựng lên cách đáng sợ và lạ lùng. Nhưng mà không theo cuốn hướng dẫn sử dụng là nó hư lắm. Amen. Có cuốn hướng dẫn sử dụng không? Có không? Có. Ở đâu? Đây. Đây đúng không? Cuốn này là hướng dẫn sử dụng nè. Amen. Tôi nói như vậy nè. Sống tốt, 5 năm vẫn chạy tốt như thường. Amen. Không bệnh tật là cũng như là cuốn hướng dẫn sử dụng nè. Amen. Hôn nhân được hạnh phúc là cũng bởi cuốn hướng dẫn sử dụng nè. Amen. Con cái hiếu kính là cũng cuốn này nè. Amen. À, nó có xã hội cũng cuốn này, tất cả đầy đủ cho quý vị. Nếu quý vị muốn sống lâu để phục vụ đến cái thì hãy theo sự hướng dẫn sử dụng của lời của Chúa. Amen. Amen.
có lỡ bệnh tật thì cũng hành hướng dẫn quý vị đặt bàn sửa lầm. Amen. Amen. Nếu có điều gì nó không hiểu nổi thì cuốn này nói rằng là Thánh Linh là đấng thông công, Ngài rất thích trò chuyện, đang nói chuyện với Thánh Linh để rồi Thánh Linh bày tỏ cho quý vị phải làm gì. Amen. 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 Cảm ơn Chúa. Đặt tay cái đa cái đa sẵn lên. Đấy là sự hướng dẫn của Chúa. Nên bệnh tật nào cứ đặt ra lên, công bố sự chữa lành, nó sẽ được chữa lành. Phải về đầu mối thì chúng ta không phải làm chúng ta không thấy lành chúng ta nghĩ rằng chắc mình không đủ quyền. Hay là chạy đến người này, chạy đến người kia cũng không được chữa lành rồi chúng ta bắt đầu vui trò. Nhưng mà chúng ta cần phải kiên trì. Luca 18 có nói rằng là có một người phụ nữ kia kiên trì đến với ông quan để xử công bình cho mình, nhưng mà ông quan này không kết sở cho đời, không kỹ nghệ một ngày, ông đâu có xử công bằng cho bà ta, nhưng mà bà ta cứ tới ngày nào cũng tới hết. Ông này ông nói thôi phải xử cho nó rồi, cho thằng nó tới nó quấy này mình không và xử công bằng cho mình. Và chúng nói rằng là Đức Chúa Trời cũng sẽ xử công minh cho những người ngày đêm kêu xin Ngài. Amen. Cho những người ngày đêm kêu xin Ngài. Và Chúa nói rằng là khi Ngài đến, khi con người đến, có còn thấy đức tin trên mặt đất như người phụ nữ này chăng? Amen. Có nghĩa là thấy Chúa Giê-xu tái lâm thì Chúa có còn nhìn thấy ai còn mà đức tin không? Còn đức tin kiên trì trong cái bà phụ nữ này không? Nên chúng ta cần có tin và tin cho đến ngày Chúa Giê-xu trở lại và kiên trì như vậy, ai bền lòng cho đến cuối cùng thì được cứu. Amen. Và cảm ơn Chúa, hồi tháng tôi có một cô gái đi qua lắm, cô này tin nhận Chúa và có đức tin rất là đức tin. Ông cha thì cũng hơi lang thang nên bây giờ bệnh tiểu đường, huyết áp cao, phong tử, kim son, tai biến, đem vô bệnh viện. Bác sĩ nói là ông là một người nặng nhất trong bệnh viện này. Tôi muốn năm rồi, cô gái bắt đầu đưa ra một thánh cầu nguyện, nhờ thánh cầu nguyện tới bệnh viện cầu nguyện. Hai tuần sau thì ông xuất viện sớm nhất, mà đến nỗi mà các bác sĩ họ tới họ phỏng vấn. Quý vị biết điều gì không? Con gái rất là tin cậy lên Chúa. Nó cầu nguyện cho ông. Những khi đồ xa đó, hai ngày sau là chú Kiên đưa về nhà. Ông bị tai biến lên, không có đứng nổi, cứ nằm trên giường. Nhưng mà nó huyết áp bình thường trở lại, bao tử được chữa lành rồi. Nằm trên giường. Con gái nói rằng, dạ, con dậy. Ông kia không sao đứng được. Nó nói, công danh Chúa Giê-xu đấy. Ngồi dậy. Nó nắm tay ngồi xuống. Trong danh Chúa Giê-xu đấy, đứng lên. Đúng rồi, không nghi nghi như thế này. Không ăn, cha đừng có bị lừa dối nha. Trong danh Chúa Giê-xu đấy, đứng thẳng. Đứng thẳng. Đầu tiên nó đọc. Nó nói không có bị lừa dối. Trong danh Chúa Giê-xu đấy, bước mạnh mẽ. Bước. Qua đứa con gái. Người cha được chữa lành rất hoàn toàn. Được phục hồi rất hoàn toàn. Đến nỗi cái dốc từ dưới dốc ra cũng leo lên cái này và nó liên tục công bố. Các môn đồ đi ra giảng đạo khắp mọi nơi, Chúa cùng làm việc với họ, lấy phép lạ đọc theo lời giảng hay là lấy phép lạ xác chứng lời giảng của họ. Amen. Khi quý vị là con của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời đã trao quyền cho quý vị để quý vị đi ra để mà rao giảng phúc âm. Ngài tôn trọng lời của quý vị nói ra. Amen. Lời đó của quý vị là Thánh Linh một nhiệm phép. Amen. Lời đó quý vị Đức Chúa Trời hành động. Bởi vì Ngài đã giao quyền thì Ngài tôn trọng. Amen. Khi công bố bệnh này đi chữa lành thì Chúa Thánh Linh sẽ hành động và chữa lành cho người đó. Amen. Để người được chữa lành tiếp tục công bố, cho đến chừng nào Chúa là Đấng Chúa. Nhiều lúc
ơn Chúa tặng tặng chúng ta có đức tin Thiên Chúa. Amen. 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 Rất là hồi tháng tôi phải học máy tính cầu của tôi. Máy tính cầu của tôi là Chúa rất là mạnh động, nó liều mạng luôn. Không sợ gì hết, cứ công bố đi rồi, cứ công bố đi rồi. Bởi vì tôi chỉ giảng thôi. Tôi nói rằng là dù có bại liệt từ cổ xuống, nhưng mà cái đầu nó vẫn còn bên mạnh, cái đầu này vẫn có thể biết được và cái miệng này có thể nói được. Thì hãy công bố. Amen. Hãy nói lên, công bố sự chữa bệnh, công bố mình có thể đi được, công bố mình có thể đứng được. Amen. Nếu cái miệng này méo không nói được thì cái tâm trí nó còn nghĩ được, còn suy được, còn có thể nói được trong tâm trí thì nó vẫn cứ công bố đi thôi và Chúa sẽ hành động. Amen. Một ông già 35 tuổi, một thánh của tôi là người Công giáo, nhưng mà khi ông được bắt lên, ông có một đức tin lá thường, ông bị tai biến của mày. Mà có đứa cháu là nó là bác sĩ, nó kèm nó không cho ông đi đâu hết, nằm trên giường đó rồi cho nó kiểm tra. Nhưng mà nó ra khỏi cái, ông đưa mình nằm trên giường, ông đưa mình ra ngoài, rất bình tĩnh lắm. Xong rồi ông cái tay mình còn phải nắm thành giường.
mà tôi cứ nóng công vụ là một câu tám, nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên trên con nhận lấy quyền phép và làm chính phủ tại Jerusalem, Đức Chúa Giêsu Samari cho đến cùng. Amen. Và cảm ơn Chúa, tôi đi khắp nơi trên nước Việt Nam, tôi đi qua Đông Nam Á, tôi đi qua Âu Châu, tôi đi qua Mỹ Châu, tôi đi Châu Phi. Một người rất là gọi là thấp hèn, một người đi xe ôm, nhưng mà bây giờ đi khắp giảng tin lành trên thế giới này, đem sự giải cứu, đem sự chữa lành cho nhiều người. Amen. Và lời đó sẽ ứng nghiệm trên anh chị em khi anh chị em tin cậy và bước theo. Amen. Chúa Thánh Linh sẽ đồng hành với anh chị em và Chúa Thánh Linh sẽ làm đấng mà bày tỏ dẫn dắt cuộc đời anh chị em từ nay cho đến ngày Chúa Giêsu chúng ta trở lại. Amen. Amen. Thế chúng ta cùng nhau đứng lên. Các cụ, chúng ta nhớ này, có năm dấu là người tin là con của Đức Chúa Trời, và người ấy được Chúa ban cho cái quyền là năm dấu là. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.